Các bạn, trong buổi tối ngày hôm nay anh Phi sẽ test 3 bộ đồ chơi mà cộng lại nó sẽ ra 8 món. Hộp này sẽ có 4 món, một món riêng và một hộp này nó có 4 món nữa, tổng cộng 8 món theo một cái order của một người em ở Bình Thạnh để tặng cho cô cháu, cô bé gái, cháu gái của anh Phi ha. Nó rất là thích chơi mấy cái đồ này và bây giờ anh Phi xay sinh tố. Cái này thì các bạn có thể bỏ trứng cút vô xay được à, bỏ trứng cút vào xay được. Bây giờ anh Phi sẽ bỏ pin vào à, ở đây nó có 3 cục pin. Anh Phi đang làm thì nó gọi điện nó rồi gặp mặt cho bằng được à, và bây giờ anh Phi phải năn nỉ nó là phải tắt máy đi để anh Phi test cho xong cái đã rồi mới gặp nè. Bóp ở đây ha, bóp ở đây là chúng ta sẽ quay nè ha, nó buông ra là không quay để tránh tình trạng là mấy bé nó bật công tắc lên cho nó bật tay vô, cho nên khi bé mà buông tay ra là này nó sẽ ngừng. Cái này là đảm bảo cái tính chất an toàn thôi các bạn, không có vấn đề gì đâu ha. Xong một món đấy, cái món này là xong rồi và anh Phi sẽ đóng gói lại cái tàn này ha, rồi đóng hộp lại luôn. Bé có cái tên là Betty ha, một em bé rất là lanh lợi và siêu quậy. Quậy ở đây là quậy ngoan chứ không phải quậy phá nữa nè. Và bây giờ thì anh Phi sẽ khui tiếp cái hộp số 2, nó gồm có 3 món à, một cái máy ấp trứng à, một cái nồi cơm điện, một cái tủ lạnh, có mã hàng là IH358-6A. Đấy, cái đoạn clip này cũng sẽ phải gửi qua cho em ấy để em ấy nghe giọng. Kỳ cục, người rất là kỳ cục à, gọi đó thì gọi điện gặp những ai á thì không chịu nói chuyện mà cứ đòi ba gọi gặp, cứ gặp làm gì ha, gọi không có nói chuyện, nhìn nhìn cái bỏ chạy ha, giống như tôi sinh vật lạ vậy đó ha. Đây là nồi cơm điện nha, đây là cơm điện, nhấn nút ở đây là mở ha, đây nhấn nút ở đây là mở, được chưa, nhấn nút ở đây là mở nha. Rồi bây giờ chúng ta xem nồi cơm điện của chúng ta làm được gì nha. Anh Phi đang bị thiếu pin cho nên anh Phi sẽ xin pin à, cho một hộp pin đi. Chị Thư đang ở trong, chị Thư mới lấy pin ra. Pin ở cửa hàng Abo xài sẽ là pin con thỏ nha các bạn, không có xài pin con ó mà anh Phi xài pin con thỏ. Không phải bởi vì pin con ó không tốt mà bởi vì anh Phi xài pin con thỏ quen rồi à, bạn hàng với nhau nhiều năm quen rồi cho nên anh Phi sẽ xài đúng là pin con ó con thỏ mà thôi. Anh Phi không có xài pin con viên pin thỏ, viên pin thỏ nó gần bạn với nhau các bạn đó. Đây viên pin thỏ à, rồi sau khi bỏ pin vào thì chúng ta nhấn nút nè đó, nó nấu cơm nè đó ha. Rồi chúng ta bỏ cơm vào nấu ha, rồi đóng nắp lại, rồi bỏ cơm vào nấu, rồi xong ha, xong một món đấy. Và đây là cái máy ấp trứng ha, máy ấp trứng nha các bạn. Và chúng ta sẽ phải lắp những con ốc này lại để tránh các bé là ngứa tay, thuận tay, nghịch tay ha, tái máy, tháo nó ra lấy mất cái viên pin, mất công đi mua lại nè đó. Ốc trứng là hấp dẫn chưa đấy, đây là cái máy ốc trứng ha. Thôi. Rất là nhiều pin các bạn. Cứ mỗi một cái bộ như vậy, mỗi một cái máy là
mà chờ nhiều khi khách hàng chờ mà nóng ruột luôn á các bạn, chứ không phải mình là người gắn mới nóng đâu, mà là khách hàng nóng ruột luôn á, nhiều khi chờ lâu ha, mà cho pin mang về, đưa pin mang về á, thì nhiều khi nó có những cái á, nó không có, nó gọi là nó bị lỗi, không có đổi liền được, phải mang chạy trở lên cửa hàng, nó khó chịu lắm. Mở ra là nó hát nhạc nè, đóng lại nó nghỉ nè, mở ra nó hát nhạc, nó có đèn nữa các bạn ha. Cái này là chơi mô phỏng nha. Có nhiều phụ huynh hỏi học sinh là các cháu là chơi gì, cái này chơi gì, cái này là chơi mô phỏng ha. À, rồi xong anh Phi sẽ bỏ cái này vào xong ha. Rồi tới cái hộp sau kia anh Phi sẽ tiếp tục thử cái hộp bốn món kia có con búp bê chibi nha. Rồi bộ hàng kế tiếp sẽ là bộ với mã hàng là IH434-A ha. À, nó sẽ có bốn món như thế này, một cái máy sấy, một cái quạt, một cái bàn trang điểm và một con búp bê chibi nha. Rồi bây giờ chúng ta đã đủ 5 món rồi ha. À, bây giờ chúng ta sẽ cho những viên pin cuối cùng vào hộp pin của nó là xong nha. Đây. 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 Em cho pin vào. Ta móc lại. Và chúng ta sẽ có một cái máy xay tóc để chơi. Sẽ có một cái này đó, bấm vô nè, chúng ta bấm vô nó mới bắt đầu sấy ha. Và nó có quạt ra nữa nè, có đèn ở trong này nữa nè, có cái motor quạt ở trong này, có gió ra nha các bạn nha. Rồi ha, thì cất ở đây rồi, và cái quạt máy này nó quạt như thiệt luôn đó các bạn. Bỏ vô anh Vy cho pin vào và các bạn sẽ thấy nó quạt như thiệt là quạt như thế nào nhé. Các bạn thấy giờ là 7 phút rồi đó các bạn. Nãy giờ anh quay clip 7 phút rồi, có dừng chút xíu á, nhưng mà tổng thời gian là khoảng 8 phút rồi đó ha. Tại vì rất là cực nhọc đó, thấy không? Nó cực thì không phải cực mà mất thời gian thôi. Nhưng mà không có sao hết á. Các bạn tới với Abo là Abo sẽ làm hết. Đây, có quạt, có gió nè các bạn. Chỗ lông gà này nó quạt nè. Không đủ tiền mua bánh mì nội ơi, 12.000 không đủ tiền mua bánh mì. Đủ mua nước mía thôi. Rồi xong, coi bấm nút rồi đó, nó sáng đèn lên nè mấy bạn, quá đã luôn đó. Đây đã không, sáng đèn nè, sáng đèn ở đây nữa nè đó, ha. Rồi và bạn cuối cùng chính là bạn búp bê chibi. Hello, chào các bạn nha. Chào bạn Kỳ nha. Mình là búp bê chibi đây. Chơi với mình không? À, đó, rồi xong. Và bây giờ đơn hàng này sẽ được giao đi Bình Thạnh trong vòng 60 phút nha các bạn nha.